phóng sự và trao đổi ngắn về các dự án hạ tầng mang đậm dấu ấn phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang được phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh là đầu tàu kinh tế của cả nước và gần như đi đầu trong các dự án hạ tầng lớn mang tính đột phá, tạo động lực phát triển kinh tế. Dĩ nhiên, trước sức ép về tốc độ phát triển cũng như gia tăng mạnh về dân số, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đối mặt nhiều thách thức đòi hỏi gia tăng đầu tư trong thời gian tới đây. Trong số các công trình hạ tầng tiêu biểu của thành phố có thể kể đến trước tiên đó chính là con đường được mệnh danh là con đường đẹp nhất Thành phố Hồ Chí Minh, mang tên của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt và vị đại tướng công an nhân dân Việt Nam đầu tiên Mai Chí Thọ. Đại lộ Mai Chí Thọ Võ Văn Kiệt ban đầu có tên là đại lộ Đông Tây, được bắt đầu nghiên cứu từ năm 1997. Tháng 7 năm 2010, dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chính thức được động thổ gói thầu đầu tiên vào tháng 1 năm 2005. Ngày 2 tháng 9 năm 2009, đại lộ Đông Tây được khánh thành giai đoạn 1 với đoạn đường dài 13,4 km từ bến Chương Dương, quận 1 đến huyện Bình Chánh. Và đến ngày 20 tháng 11 năm 2011, dự án chính thức được thông xe toàn tuyến với tổng chiều dài gần 22 km. Cũng là ngày thông xe hầm Thủ Thiêm nối hai bờ sông Sài Gòn. Chạy dọc theo kênh tàu hủ Bến Nghé từ huyện Bình Chánh vượt sông Sài Gòn bằng hầm Thủ Thiêm và nối với xa lộ Hà Nội tại ngã ba Cát Lái, quận 2. Đây được ví như là một con đường huyết mạch nối kết các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ của Thành phố Hồ Chí Minh mà không phải đi qua trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa giải quyết nhu cầu vận tải, vừa giảm áp lực giao thông trên các khu vực 8 quận huyện mà đại lộ này đi qua. Sau 5 năm chúng ta đưa vào khai thác toàn tuyến đại lộ Đông Tây, nhìn lại cái quá trình này, ông có thể đưa ra một cái đánh giá về cái hiệu quả của dự án? Thì sau 5 năm đưa vào khai thác sử dụng thì qua đánh giá thì chúng ta có thể đối chiếu với 4 cái mục tiêu ban đầu của dự án đặt ra. Một là đây là cái con đường ngắn nhất để nối kết giữa bờ Đông và bờ Tây của sông Sài Gòn. Hay nói khác đi, đó là nối kết giữa cái khu đô thị hiện hữu và cái khu đô thị mới Thủ Thiêm của chúng ta. Và cái đầu Đông Tây trong cái ý tưởng đó nó cũng trở thành một cái trục xương sống chính của cái bán đảo Thủ Thiêm, để nó hình thành một cái khung giao thông và nó góp phần để nhanh hơn nữa cái quá trình đô thị hóa của cái khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cái mục tiêu thứ hai của cái dự án là nó tạo được một cái hành lang giao thông mới theo trục Đông Tây của Thành phố Hồ Chí Minh, tiết kiệm hẳn về thời gian đi lại giữa trục Đông và Tây của thành phố. Khi mà cái đại lộ này nối kết ở phía Đông với đường cao tốc Long Thành Dầu Dây và phía Tây chúng ta đang nối kết với đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương, thì nó không chỉ là một cái trục giao thông nội thị mà nó còn là cái trục giao thông mang tính liên vùng, nối kết cả hai vùng kinh tế trọng điểm phía Đông và phía Tây của thành phố. Đặc biệt là cái dự án này nó lại lồng ghép song song với dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 1 của Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta chỉnh trang được toàn bộ cái tuyến kênh Bến Nghé Tàu Hủ, chúng ta khôi phục lại cái khung cảnh trên bến dưới thuyền của cái kênh Bến Nghé ngày xưa, và chúng ta tạo ra một cái tiền đề để chúng ta chỉnh trang đô thị, chúng ta tạo ra cái quá trình đô thị hóa mới và nâng cao chất lượng sống của người dân. Đó là mục tiêu và định hướng. Thì bây giờ sau 5 năm thì có thể thấy rằng những cái mục tiêu đó cơ bản là đã đúng như dự báo. Nếu mà theo con số thống kê của Trung tâm Quản lý Đường hầm vượt sông Sài Gòn thì cái lưu lượng xe mà qua cái trục này từ cái năm đầu tiên cho đến năm thứ năm hiện nay thì nó tăng gần như gấp đôi. Cái năm đầu tiên vào năm 2012 đó thì nó là khoảng 15.000 ô tô một ngày đêm. Thì bây giờ đến năm 2016 này thì nó đã thành 30.000 cái xe ô tô qua cái hầm trong một ngày đêm. Đại lộ Mai Chí Thọ Võ Văn Kiệt còn kết hợp với một dự án cải thiện môi trường lớn cho các kênh Tàu Hủ và Bến Nghé, dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của dòng kênh ô nhiễm từ những năm 1990 và làm thay đổi cảnh quan đô thị, cây xanh dọc theo một trong bốn hệ thống kênh lớn nhất của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, đáng chú ý đó là năm 2009, gói thầu lớn nhất của dự án đó là nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng. Đây là nhà máy xử lý nước thải tập trung đầu tiên và cũng là nhà máy có công suất xử lý nước thải sinh hoạt lớn nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay với 141.000 mét khối nước ngày đêm. Thế thì trên cái cơ sở của các kết quả giai đoạn 1 thì như tôi có nói, tức là chúng ta mới xử lý một phần được cái kênh Bến Nghé. Một phần là bởi vì chúng ta chỉ mới thu gom được nước thải ở phía bắc của cái kênh Bến Nghé và một phần kênh Tàu Hủ với tổng chiều dài là 7 km thôi. Còn lại 7 km của kênh Tàu Hủ và nguyên cái bờ nam của cái hệ thống kênh Tàu Bến Nghé, tức là địa bàn quận 8 và quận 4, thì nước thải vẫn đang xả trực tiếp ra kênh. Chính vì vậy thì cái chất lượng nước của kênh nó chưa thể trong sạch tuyệt đối như chúng ta mong muốn. Thế thì để đảm bảo cái mục tiêu là, một là giải quyết tiếp các cái điểm ngập do mưa trên cái địa bàn quận 4, quận 8 và phạm vi nó mở rộng về phía nam và lẫn phía tây, tức là tiếp sang quận 10
quận 5, quận 6. Thứ hai nữa đó là chúng ta thu gom toàn bộ cái nước thải ở phía bờ nam của hệ thống kênh Thủ Bến Nghé để đưa về cái nhà máy xử lý nước thải ở Bình Hưng và nâng công suất của nó lên gấp 3 lần hiện nay, tức là 469.000 một ngày đêm. Và cái thứ ba nữa đó là chúng ta sẽ giải quyết các điểm ngập trong cái vùng kênh Hàng Bàng, quận 6 cũng như quận 5, những cái điểm ngập nặng nhất mà vừa qua chúng ta phải chứng kiến. Và như vậy thì và chúng ta tiếp tục sẽ cải tạo toàn bộ 7 km còn lại của cái kênh Tàu Hủ và các tuyến kênh ngang của cái phường 15 quận 8. Tính đến tháng 8 năm 2016, toàn thành phố có hơn 7,6 triệu xe cá nhân, bao gồm ô tô và xe gắn máy. Sự phát triển mạnh kinh tế đi cùng với tốc độ di dân cơ học khá nhanh khiến cho thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị đông dân nhất nước, cũng là đô thị có nhiều phương tiện giao thông cá nhân nhất cả nước. Chính vì thế, cùng với những ưu điểm vượt bậc, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang chịu nhiều áp lực về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Trong đó nổi cộm lên là các vấn đề như kẹt xe, ô nhiễm và ngập lụt đô thị. Đối với cái tuyến đường vành đai, vai trò chính là phục vụ cho các cái phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách liên kết vùng, liên kết các cái khu công nghiệp, khu đô thị, khu chế xuất và các cái cảng biển để phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho cả vùng. Và các cái tuyến đường này thì sẽ giải quyết giao thông cho các cái hướng như đi hướng Bắc Nam hay hướng Đông Tây, nhưng mà không lưu thông qua trung tâm thành phố. Trong quy hoạch giao thông đô thị của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra định hướng phát triển giao thông công cộng với tiêu chí ưu tiên cao cho hệ thống giao thông công cộng hiện đại, bao gồm hệ thống 8 tuyến metro, tuyến monorail, 6 xe buýt nhanh BRT và hệ thống xe buýt thông thường. Trong đó đáng chú ý là tuyến metro đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh, Bến Thành Suối Tiên đã được khởi công xây dựng gói từ năm 2012, hiện đang được xúc tiến thi công để có thể hoàn tất và đưa vào vận hành vào năm 2019-2020. Song song với hệ thống metro, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang chuẩn bị triển khai tuyến xe buýt nhanh đầu tiên trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Đây còn được gọi là dự án giao thông xanh của thành phố, với mục tiêu tạo tiền đề để triển khai một hệ thống xe buýt tiêu chuẩn mới, nhanh hơn, công suất vận tải lớn hơn và áp dụng tiêu chuẩn công nghệ hiện đại hóa thế hệ phương tiện giao thông công cộng mới của thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 30 tháng 8 năm 2016, thành phố Hồ Chí Minh thông xe toàn tuyến đường Tân Sơn Nhất, Bình Lợi, Vành Đai Ngoài, được đặt tên là đường Phạm Văn Đồng. Đây có thể coi là tuyến đường nội đô đẹp nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Kết nối sân bay Tân Sơn Nhất đến quận Thủ Đức và khu vực đông bắc của thành phố Hồ Chí Minh gồm Bình Dương, Đồng Nai. Dự án có tổng vốn xây dựng 340 triệu đô la được khởi công từ năm 2008 đến nay. Đối với cái tuyến đường vành đai, vai trò chính là phục vụ cho các cái phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách liên kết vùng, liên kết các cái khu công nghiệp, khu đô thị, khu chế xuất và các cái cảng biển để phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho cả vùng. Và các cái tuyến đường này thì sẽ giải quyết giao thông cho các cái hướng như đi hướng Bắc Nam hay hướng Đông Tây, nhưng mà không lưu thông qua trung tâm thành phố. Bên cạnh vành đai 2 đông bắc của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố cũng đã và đang triển khai các tuyến vành đai ngoài phía đông như nút gió cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tây nam của thành phố với đại lộ Nguyễn Văn Linh. Đây là những công trình giao thông quan trọng kết nối thành phố Hồ Chí Minh và liên vùng.